Rồi, hello anh em ha. Sáng ngày 3 tháng 8, hôm nay em lên cho anh em xem một cặp gà Mỹ 3 tháng, gần 4 tháng nha. Cặp Mỹ QR nha anh em. Con trống hiện tại là 1,3 kg, 1,4 kg nha. Con mái hiện tại là 1 kg. Mái chặn gà mái tầm 1,8 kg, 2 kg. Gà trống tầm từ 2,6 kg tới 3 kg, tùy anh em nuôi ha. Tùy dinh dưỡng của mỗi nơi, mỗi khác. Có những anh em nuôi nhỏ ký hơn mà có những anh em nuôi lại lớn ký hơn ha. Cơ bản là phong gà này nó rất là lớn ký rồi đó, anh em nhìn dáng nó rất là cao ha. Anh em nuôi càng lớn đuôi nó càng bền dữ nha. Mấy dòng qua đời này đuôi tương đối bền. Lá đuôi nó lớn. Hai này mặt nhỏ xíu rồi nha anh em, cán cũng nhỏ xíu luôn. Rồi cặp này thì em để giá là 2 triệu nhanh còn lẻ cho anh em ha, giá trên bao ship cho anh em luôn. Cỡ này thì dễ nuôi rồi nha anh em. Tương đối là dễ nuôi lắm rồi, gà Mỹ cỡ tầm này là nó cũng quá đốt, khó nuôi rồi. Rồi ai có mến thì alo em ha, số điện thoại ngay phía dưới màn hình nha anh em, 0379486114 nha. Cặp Mỹ QR, cặp này giá 2 triệu. Rồi chào anh em nha. Rồi thêm một con trống ACO 3 tháng này nữa nha. Bán lẻ thì em bán 900 nha anh em. Còn nếu anh em bắt gộp chung với lại cặp Mỹ thì cặp Mỹ là giá 2 triệu ha. Con này tính chảnh vô luôn là 2 triệu rưỡi nha anh em. Đó, anh em bắt combo rất là lợi luôn, về pha máu hợp lý luôn. ACO pha với anh gặp máy kia là quá hợp luôn. Đó, và tính ra con này có 500 rồi nha, bao phí ship luôn đó. Đó, combo rất là giá, rất là thơm nha, cho anh em nào bắt ha. Ba con 2,5 triệu nha. Con này cơ bắp thôi rồi luôn nha anh em. Đó anh em nhìn dáng nó không, nhìn rất là đã luôn, gân lực nha. Đó, cán tương đối đẹp nha, sạch đẹp luôn á, vuông luôn á. Còn có một con này em chia giá mềm cho anh em luôn ha. Rồi ai có mến thì alo em.